Thân mến chào tất cả các bạn đang xem kênh của mình nha. Và chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cùng biết đó là chủ đề về cây cà pháo nha các bạn. Vì mình thấy là rất là nhiều bạn rất là quan tâm về chủ đề cây cà pháo trong kênh của mình các bạn. Thì hôm nay mình rảnh á thì mình sẽ làm một cái video mình chia sẻ kỹ về cái kỹ thuật trồng cây cà pháo cho các bạn cùng biết nha. Vì trong khoảng thời gian qua thì mình cũng có trồng một số cây cà pháo con á để mình ươm trồng để mình chia sẻ cho các bạn cùng biết. Thì đây là vườn cà pháo con của mình các bạn. Thì chút xíu nữa là mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem và mình sẽ nói một số thông tin về cây cà pháo cho các bạn cùng biết ha. Và mình sẽ quay cho các bạn một đoạn là cái mình trồng á cây cà pháo con á cho các bạn thấy luôn và các bạn dễ trồng cho nó dễ cho các bạn là kiếm thu nhập từ cây cà pháo này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh cái cây cà pháo con cho các bạn cùng xem nha. Rồi mình chào tất cả bạn nha. Thì đây là cái cây cà pháo mà mình ương hôm trước nè các bạn. Bữa nay nó lên các bạn. Thì hôm trước mình làm video mình hướng dẫn các bạn gieo rồi các bạn. Là các bạn phải gieo bằng sơ dừa nha các bạn. Nếu mà mình không muốn tốn chi phí nhiều. Đây là những cây cà pháo con nó mọc sau nè. Mình quay cho các bạn xem ha. Và có rất là nhiều bạn là hỏi mình á, bây giờ là em không có sơ dừa thì em trồng bằng tro trấu nó được không? Thì mình trả lời cho các bạn nha, là được nha các bạn. Nhưng mà nó sẽ là rất là tốn chi phí. Tại vì khi mà các bạn trồng tro trấu á, thì khi mà các bạn trồng á, thì bằng nhỏ là bằng trồng thì cái lượng mà trồng nó sống thì nó rất là thấp. Như như ở đây nè, thì mình trồng bằng sơ dừa nè các bạn. Mình thấy là sơ dừa nè. Sơ dừa thì bây giờ cái cây như thế nào mà các bạn trồng được thì mình sẽ nhổ lên một cây cho các bạn xem này nha. Mình sẽ lựa là cái cây bự nhất mình trồng và khi mà bạn nhổ lên nè thì nó sẽ có một cái rễ, một cái sơ dừa như thế này nè, nó dính vô cái bộ rễ luôn và bạn thấy nó rễ nó rất là tốt luôn không như các bạn đó. Sau đó rồi các bạn xeo một cái lỗ và bạn bỏ cái sơ dừa ướt vô và sơ dừa này là phải được ngâm ở dưới nước là 7 ngày nha các bạn, cho nó mất đi cái độ chua thì các bạn trồng nó mới sống. Và các bạn tưới nước là 3 lần mỗi ngày nếu mà trong điều kiện là nắng nóng nha. Thì lúc này là trong là mình đăng video lên đó là thời buổi này là nó đang nắng nóng các bạn. Đây quay quay kỹ cận cảnh cho các bạn xem ha, rồi chút xíu mình sẽ quay cái khu vực mà mình trồng cho các bạn xem. Đây cả con nè. Lúc trước là mình gieo nó không có đều các bạn, nó mọc ở khu vực này nè, cái khu vực này nè là nó rất là nhiều, còn phần trong là nó rất là thích, nó rất là ít các bạn. Thì bởi vậy các bạn cứ tưới nước đều đi thì từ từ nó sẽ mọc sau nè, thấy không, nó mọc sau nè. Nó là khi là các bạn là trồng xong những cái cây cao này nè, là những cây nhỏ là nó sẽ cao lên, là các bạn trồng tới nó kịp luôn, nó kịp lúc luôn đó. Và các bạn tưới nước là bằng tưới nước bằng giò hoa sen nha, cho nó không có dập. Đây bạn giò này là các bạn xem kỹ nha, giò hoa sen nha đó. Chứ mà bạn tưới ào ào xuống là nó dập á, chết úi nó úng á đó. Và các bạn cũng có hỏi mình á, là trồng vào cái thời điểm nào mà nó thu nhập là cây cà pháo là nó cao nhất thì thời điểm này là mình đang video lên là các bạn nên trồng đi, là nó là sẽ ăn tầm là khoảng là 10.000 tới mười mấy ngàn các bạn. Chứ mà qua Tết rồi các bạn trồng thì nó còn có mấy ngàn à, có khi là còn có 5.000 thôi, mà có khi tiền lẻ là nó tụt còn có 3.000 thôi các bạn. Nhưng mà thì trồng cây cà pháo này thì giá nó cũng lên xuống nhưng mà đa số là các bạn vẫn có lợi nha các bạn. Thì các bạn trồng một công đất tức là 10 sào thì một công như vậy là một tuần như vậy á, là các bạn nếu mà trồng đạt hiệu quả cao á thì các bạn sẽ thu về là 300 kg nha, trên một công đất nha các bạn. 300 kg trên một công đất là tức là khoảng là 5 đến 6 ngày á. Thì một tháng như vậy á, là các bạn có thể hái là từ 4 lần tới 5 lần nha các bạn. Thì các bạn tính đi. Một công đất thì nó ấy. Thì bên mình thì cũng có bán hạt giống á, thì bạn nào cần hạt giống về cây cà pháo trắng này nè thì các bạn có thể liên hệ mình nha. Và các bạn có hỏi mình á, là trồng cây cà pháo này, cây cà pháo trắng này á trái nó nhiều không, thì các bạn cứ vào những cái video clip cũ của mình á các bạn xem thử coi nó trái nó nhiều không nha. Chứ là mình quay lại lên cái video đó là rất là nhiều bạn là hỏi mua giao giống của mình
Đó. Các bạn thấy cây cà pháo mình trồng rất là tốt. Đó là ương các bạn. Là mình là ương là sơ dừa với một lớp mỏng là 20-15 nha các bạn. Và mình nhắc lại một lần nữa là sơ dừa là các bạn phải xử lý, nó là mất đi cái độ chua và cái độ chát nha. Đó, đây là hình ảnh mình quay cho các bạn xem về cây cà pháo con nha. Quay kỹ cho các bạn xem một cái góc khác cho các bạn xem nè. Đó, cây là cây cà pháo trắng nha các bạn. Đó. Thì chút xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn cái cách mình trồng ha. Nay em rảnh mà. Thì bạn nào cần mà liên hệ về kỹ thuật thì các bạn cứ comment bên dưới cái video này nha. Thì mình rảnh thì mình sẽ trả lời cho các bạn cùng biết. Chứ với các bạn gọi mình thì mình cũng không có thời gian nữa, tại mình còn phải đi làm nữa các bạn. Đây nè. Bạn thấy không? Rồi bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái khu vực mà mình trồng cây cà pháo con này nha. Rồi mình chào tất cả các bạn ha. Thì bây giờ mình tiếp tục mình quay cho các bạn xem cái khúc mà mình trồng cây cà pháo con nha các bạn. Thì đây. Đây là cái cách mình trồng cây cà pháo con này các bạn. Thứ nhất là mình phải xử lý đất. Đất là mình đã xới lên nha các bạn và mình phơi nắng là 2 ngày. Sau đó là mình dùng nước á, mình tưới. Mặc dù là mùa khô nhưng mà mình vẫn đảm bảo được cái lượng nước nha các bạn. Và cách trồng cây cà pháo là như thế nào? Đây các bạn. Thấy cái cây này rất là đơn giản luôn nhưng mà nó sẽ sống các bạn. Đây. Thì ở dưới gốc này nè là một sơ một khúc là sơ sơ dừa nha các bạn. Đây, mình sẽ banh cho các bạn xem. Bạn thấy không? Sơ dừa. Và cái khoảng cách mà mình trồng á ở cái lần đầu tiên á là 2 gang tay. Đây các bạn. 2 gang tay nha các bạn ha. Thấy rõ không? Cho nó dễ luôn, 2 gang tay. Và ở chính giữa là phải chừa một cái đường đi nha các bạn. Đây nè, cái đường đi. Đó. Thì sau này á, mà các bạn mà trái nhiều thì các bạn sẽ đi cái đường chính giữa này nè. Chính giữa này bạn đi bạn hái cặp hai bên. Thì nó sẽ không không có lộn xộn. Còn những cái lần sau á, thì bạn trồng á, thì các bạn sẽ xa hơn nữa, thêm nửa găng tay nữa nha các bạn. Thì nó sẽ tốt hơn. Thì cái lần thứ hai bạn trồng á thì bệnh nó rất là nhiều. Còn cái lần thứ nhất á, thì trồng rất đạt hiệu quả, nó không có ít bệnh, nó không có bị sâu sâu đục thân nữa. Thì cái lần thứ nhất là các bạn cũng vẫn bị nhưng mà nó tỷ lệ nó đạt hiệu quả rất là cao. Đây quay cho các bạn xem nè, thấy không? Các bạn thấy không? Thì cái bữa đầu tiên mà các bạn trồng á thì nó sẽ héo. Nhưng mà tưới nước một ngày là ba ba lần á thì nó tự động nó ngoi đầu dài hà, nó sống nó ráo nè. Thấy chưa? Còn ở một bạn ở Cần Thơ á, trước mua giống của mình á có hỏi là bây giờ là mình trồng trong cái bao ni lông chuối bằng chuối á thì nó ok không? Thì mình nói là ok nhưng mà nó tốn chi phí các bạn. Còn trồng như mình thì nó không có tốn chi phí đâu. Các bạn thấy không? Chỉ cần nhổ lên và nó có một cái miếng sơ dừa trong rễ bạn trồng là sống à. Và tưới nước đều. Đâu có mất gì đâu, đâu mất không mất thời gian luôn nữa. Đấy các bạn không thấy mình không? Và ở đây là mình trồng xen canh luôn luôn nha các bạn. Đấy. Đó, các bạn nè, xen canh nè các bạn. Mình vừa trồng bưởi và mình vừa trồng cà pháo nha các bạn. Nè, khoảng nè. Cách khoảng hết rồi, các bạn thấy không? Cách khoảng hết. Có đường thông thông thoáng hết. Thì sau này nè, một hàng cà pháo bên đây phải không? Còn bên đây nè, nó lên. Một hàng cà pháo này lên, mình đi chính giữa mình hái. Đó. Thì đây là cái cách mà mình trồng cà pháo nó đạt hiệu quả là cao nhất các bạn, mà ít tốn chi phí luôn á. Còn các bạn hỏi là mình nếu mà trồng ở dưới ruộng mà mình trồng được không anh? Thì ở đây mình trả lời luôn là được, nhưng mà các bạn phải lên clip cao nha, lên clip nó phải cao. Chứ mà cái cây cà pháo này mà trong mùa mưa á, mà nước nó đọng á, là nó sẽ úng á, nó chết á. Đó. Đây em quay tiếp tục cho bạn xem. Còn đây á, là cái cây cái vàng cà pháo mà mình lúc trước mình trồng còn sót lại các bạn. Đây. Mình trồng không hết luôn á, 100 gram là trồng được là 10 sào đất á. Tương đương là một công nha. Mình trồng mà còn dư như vậy nè.
Bây giờ thì mình bỏ luôn, mình không có lấy mình trồng nữa. Tại vì mình trồng giống mới, và đây là cái trái cà pháo trắng nè. Cái trái cà pháo mà mình hay bán cho các bạn á. Đấy, bạn nhìn không? Thấy không? Trái rất là nhiều luôn á các bạn ơi. Và mình chia sẻ thêm thông tin cho các bạn ha, là từ ngày mà cái cây này nè, cái cây cà pháo này nè, nó trổ bông nè, thì đến ngày có trái mà nó như mình hái bán luôn á là 6 ngày nha. 5 ngày là các bạn đã hái được rồi, nhưng mà mình muốn để cho nó bự hơn là 6 ngày nha các bạn ha. Đây là mình trồng các bạn không, một phỉnh nè, mình trồng demo cho các bạn xem thôi chứ mình cũng chưa có trồng hết nữa, tại vì còn nắng á. Đấy nè, thấy không, lên clip rất là ok luôn, không có cần phải quá khó khăn. 100 g trồng được một công đất, mà đây mình trồng rồi mà còn dư nhìn nè các bạn, là cái đợt cà pháo trước của mình á đó. Đó thì hôm nay mình quay cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái đợt lón cà pháo trước của mình ha, cho các bạn xem ha. Bây giờ trong mùa khô thì nó cũng te tua rồi, nhưng mà nó còn giữ được cái gốc, thì mưa xuống á, thì nó sẽ bùng lên. Bây giờ Rồi mình thì sẽ đây quay cho là các bạn cái xem mấy cây cà pháo mà mình trồng một năm trước các bạn, thì nó giờ nó cũng muốn te tua rồi, tại vì trong hạn hán á, trái thì mình cũng mới hái rồi. Thì các bạn mà trồng á, mà các bạn muốn ăn lâu á, thì các bạn phải tưới nước nó và kéo dài cái thời gian nó đợi mưa xuống các bạn. Thì hôm trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn một cái clip á, là mình phải cắt tỉa cái cây cà pháo các bạn, để cho nó hút nước ít đó các bạn, thì nó sẽ ăn lâu hơn và tuổi đời nó là một năm nha, một năm hơn nếu mà các bạn biết kỹ thuật, là các bạn tưới nước nhiều vô là được hà, chứ không gì hết á. Còn mà các bạn mà trồng ẩu thả quá thì nó chừng 7 tháng là tối đa nha các bạn. Và cái cây cà pháo mà nó dược quá thì các bạn nên dằn kali lại, cho nó không có dược, nó lùng lùng như thế này nè, thì trái nó mới nhiều. Chứ mà để nó cao nghèo nghèo luôn là cái tốc độ nó ăn chừng 5-6 tháng là nó muốn rụi cái cây rồi. Đừng cho nó cao mà hãy cho nó thấp. Và các bạn nhớ nha, nó lùng 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 như thế này nè, bông nè các bạn. Đấy là do mình tưới nước á. Thì bông vậy là khoảng 6 ngày là nó có trái, là mình hái bán được luôn á. Còn cái những cái giống cà mà mình hay chia sẻ cho các bạn á, là mình phải hái là những cái trái mà mình để nó già và một gốc, và thậm chí mình để nguyên cái khu vực mà cái trái cà pháo á nào tốt á, mình để nguyên khu vực đó mình hái mình bán cho các bạn. Và mình đâu phải hái bán là dễ đâu các bạn, mình phải là phơi được vào làm khoảng là một tháng á, cho nó thúi ra, xong rồi mình mới lấy hột, xong rồi mình phơi qua dài nắng, xong rồi mình mới gói mình bán hàng cho các bạn đó. Thì hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn hàng vậy thôi nha. Thì bạn nào mà không biết về cây cà pháo thì các bạn có thể comment bên dưới video mình nè, thì mình rảnh thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Rồi chúc các bạn được thành công trong công việc là kinh doanh cây cà pháo nha. Rồi xin chào tạm biệt.